Nhiệt huyết, trách nhiệm và tận tâm trong công việc là những gì mà anh em công nhân, đồng nghiệp nhắc đến anh Trà Tấn Thịnh, giám đốc sản xuất chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn May Theo Thuận Phương tại huyện Cần Đước. Nhờ những cố gắng trong lao động nên anh Thịnh đã vinh dự nhận được bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong 7 năm gắn bó với công ty, anh Thịnh đã tích lũy kiến thức từ thực tế mỗi ngày. Đến bây giờ đã có một bề dày kinh nghiệm tốt để xử lý tốt nhất các tình huống trong công việc. Tôi đã tìm hiểu từ những cái công nhân, người quản lý và làm sao để tăng năng suất, tăng doanh thu để cho công nhân có gắn bó với mình. Đó là cái cốt lõi. Đi cải tiến từng công đoạn, từng cá nhân để cho nó bắt kịp với xu hướng hiện nay để tăng năng suất lên. Trong năm qua, trước những biến động của thị trường trong và ngoài nước, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn May Theo Thuận Phương vẫn có đơn hàng giúp công ty duy trì doanh thu, đời sống công nhân ổn định. Có được kết quả này, ngoài sự định hướng kịp thời của lãnh đạo, còn có sự đóng góp không nhỏ của anh Thịnh khi chủ động đề ra các giải pháp, sáng kiến phù hợp với thực tế. Anh Thịnh là một người năng động và trong công việc anh luôn có cái sự mà tích cực tìm tòi, học hỏi. Cũng như đã đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến trong sản xuất và chính vì vậy là đã đem lại một cái doanh số cũng khá tốt, thì cái tiền lương của người công nhân trực tiếp họ cũng được ngày càng cao, ổn định cuộc sống. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý sản xuất, anh Thịnh thường xuyên quan tâm, động viên và nắm bắt tâm tư tình cảm của anh em công nhân, bởi anh xem đây là chìa khóa then chốt để doanh nghiệp duy trì sản xuất hiệu quả. Nhờ đó mà anh Thịnh rất được anh em công nhân, đồng nghiệp mến phục. Anh Thịnh luôn luôn là cái cầu nối giữa tất cả nhân viên với nhau, là làm truyền cảm hứng cho nhân viên thì làm việc còn tốt hơn, tạo cho nhân viên có những cái môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, cởi mở, một người tấm gương để cho các bộ phận phải noi theo. Tại vì sếp luôn là người đứng đầu trong các vấn đề khó khăn, là hỗ trợ cho anh chị em trong công ty để mình giải quyết những khó khăn đó. Sau khi nhận được bằng khen qua Tổng Liên đoàn giao thì tôi rất là phấn khởi, vui mừng. Và tôi sẽ tiếp tục và phải phấn đấu, cần phải cải tiến, cần phải đưa cái Kaizen cải tiến và nắm bắt được cái xu thế hiện nay là những cái máy móc đang đi về xu hướng mà tăng doanh thu lên, tăng năng suất lên, về đề xuất của ban tổng giám đốc để chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay đối với nhân viên mà không có tay nghề hoặc tay nghề thấp. Nhận được bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với anh Trà Tấn Thịnh, đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm để anh có thêm động lực phấn đấu, đưa công ty phát triển hơn. Chính tấm gương lao động sáng tạo như anh Thịnh đã góp phần tô thắm nét đẹp truyền thống của giai cấp công nhân và người lao động tỉnh nhà.